bóp vậy á, rút bớt à, rút rút nhưng mà rút từ từ nữa, tại vì này trên cao quá. Chạy đi lấy mượn kêu ra.
cái nước vô đi. Dạ cho nó chỉ là cái nước ngoài vô luôn cho nó. Để đi để cho nó tỉnh rồi là chứ nó đã đi ra nè. Dạ. Để rồi cho nó con lau xà bông đây nha. Ok. Cục mỡ nó trôi xuống nó bị nghẹt cái con thỏ. Cái con thỏ của tấm hồi của cái cục chính.